Hello em, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu một ngày mới bằng việc ấy là mình sẽ ấy sorry, mình đánh lộn cái nút không. Mình sẽ đem điện thoại của mẹ mình đi sửa, sau đó là mình sẽ ra quận nhất cà phê với lại Thịnh với lại Dũng. Có một cái comment là không biết bạn nào biết nữ hay nam nữa, và comment là anh Dũng dễ thương quá đi. Thì mình sẽ để comment ở đây cho anh em xem. Mọi người nhớ là hãy drop comment ở bên dưới những cái video thì tụi mình mới tương tác với nhau được nha. Ok, bây giờ mình sẽ chạy ra ngoài tìm điện thoại. Một cái tìm điện thoại mà gắn bó với mình rất là lâu. Bạn coi tụi nó quậy nè. Đó, cả nhà tụi nó quậy nè. Con này là con mẹ nè. Mẹ nè, sao mà đẻ ra con này? Sao mà đẻ ra con này? Mà con này nó... Con này nó hiền, nó nhát lắm, nó dữ lắm. Ba nó nè. Địch. Mà thấy con mẹ là mập nhau. Không vô nhà mày. Đó, mày tới cứ đòi vô nhà chơi rồi phá đồ rồi đó. Mệt lắm. Mua cho cái nhà này mà có mấy đứa nằm à. Ok, đi thôi. Rồi bây giờ nó trong cái hướng của chợ vườn chuối. Thì quẹo ra đường Nguyễn Hiền nè, đi Điện Phủ quẹo phải đường Nguyễn Hiền vô. Anh em có thể tới đây sửa và nói là anh Vinh Phan anh chỉ em vô, thì các bạn có thể được giảm chút xíu cho vui. Thì sau khi các bạn đèo quẹo qua đường Nguyễn Hiền thì các bạn sẽ đi tới cuối đường luôn. Cuối đường Nguyễn Hiền quẹo trái. Hoặc các bạn có thể Google cái đường Nguyễn Hiền để đi vào cho dễ. Đi vô được bằng nhiều đường lắm, nhưng mà đường này nó tiện với Vinh cho nên Vinh vô thôi. Rồi cái này là vô trong tới khu cư xá Đô Thành rồi. Thì các bạn cứ chạy tới khi nào thấy cái logo ở trong cái đường này, có một cái tiệm ở bên tay trái có cái logo của ảnh, thì sẽ là cái tiệm sửa điện thoại. Gần tới rồi. Này Mobile, KT Mobile các bạn. Nhậu ơi. Nhậu luôn vậy rồi chứ. Lấy 5 mét hả? Dạ, rồi, để 5 mét luôn đi anh. Em làm điện thoại mẹ em. Bị pin. Pin nó chai nặng lắm rồi, không biết nó có phù không, chắc không phù mà nó chai nặng lắm, tự tắt máy. Như lại thay cho em luôn cái chui gắm luôn. Nó bị giống như của em á, mà nó bị nặng hơn nữa. Tại bị thay chui gắm luôn ha. Dạ đúng rồi. Nhiều khi sửa cái nó cứ bị đi bị lại á. 1 tiếng, 2 tiếng quay lại được không? Được, chắc lúc đó em gọi ù lên lấy. Tính tiền cho em luôn đi, tí nữa ù lấy thôi. Dạ rồi, có dịch xíu nữa em gọi nha. Dạ em chạy làm. Còn chưa nghĩ tới là nhậu luôn. Trời, chơi luôn á, nghỉ luôn. Lên Phú ơi. Như các bạn không biết á thì cách đây khoảng 5-6 năm thì Vinh là một người làm điện thoại. Lúc đó là anh em Vinh với lại ba mẹ Vinh hùng lại để mở một tiệm điện thoại ở ngay gần đây nè, đây bên chỉ cho. Thì những cái năm tháng đó là những cái năm tháng cơ cực. Tại vì sao? Tại vì gom tiền làm mở một cái tiệm hết tiền rồi ấy, hả, lao đao những cái tháng đầu mở thì không có khách, rồi mình còn phải đi học nghề nữa. Đó là mình học nghề ở ảnh đó rồi. Bắt đầu hả, nó có nhiều cái xảy ra lắm. Tiền thì không có, đi học thì tốn tiền, khách thì cũng không có luôn. Có thể là lúc đó Vinh không gặp thời, nhà Vinh không gặp thời, các bạn làm không có được á. Nó hẳn là làm bị thất bại á. Mà tâm lý hả, các bạn biết á, đi học tốn tiền,
Rồi hả, nhiều chi phí khác lắm. Tới mỗi tháng là bắt đầu lo là phải trả tiền nhà cho người ta nữa. Mà mày biết một mặt là mặt bằng ở khu này đâu có rẻ đâu. Thấy 20-30 triệu mà hả, mình thuê nguyên một căn luôn. Đó căn mà có cái biển màu vàng đây nè, màu đen đây nè. Đó hồi xưa là nhà mình ở đây. Lấy gì xung quanh đây quen hết, ở đó mấy năm mà. Thì đó bạn biết hồi xưa đi học á hả, không có tới mức là nghèo khổ gì ghê mà kiểu nó khó khăn thôi. Thì mình phải tiết kiệm, mình tích góp thôi. Bạn biết hồi xưa mà đi nhậu đâu có tiền mà đi nhậu quán đâu bạn. Đi nhậu phải kiểu ăn, mình ăn cơm trước ở nhà rồi đi ra bưu viện nhậu cho rẻ. Thì ở bưu viện á bạn chỉ cần cái chỗ ngồi các bạn gọi cho chai bia, lúc đó mình nhớ mình uống Sài Gòn Đỏ thì có 12.000 chai à. Không có nhiều tiền á, 12.000 à, đúng rồi, mình nhớ chính xác cái giá luôn á, 12.000. Rồi có quán bán 10.000 nữa, cạnh tranh nhau á. Thì lúc đó lại thấy vui. Vui lúc mà giải trí thôi chứ mà lúc mà hả, nghĩ tới về vấn đề mà hả, tiệm không có khách rồi hả, nghề ngỏng mình không ra gì, trời ơi má ơi. Khoảng thời gian đó nó stress cực kỳ luôn. Rồi lúc đó mình ốm lắm, mình có 7-6 mấy ký à. Thì đó đi học, mỗi buổi sáng 7 giờ đi học, qua đó ăn ổn mì xong rồi hả, vô trọng học. Học mà các bạn biết á, tại vì Vinh không phải là xuất thân từ điện hay là điện tử hay máy tính gì hết, cho nên cái đó Vinh cũng không có gọi là nó gọi là có khiếu quá. Thì sau một khoảng thời gian làm mà mình thích cái mùi chì á, không quen á, rồi bắt đầu bị mấy cái bệnh lặt vặt á, mình thấy không ổn rồi mình nghỉ. Mình nói thôi chắc em không làm nổi phần cứng điện thoại rồi. Nhưng mà thật sự là Vinh cũng biết làm sơ sơ. Vinh biết làm mấy cái giống như là thay pin, thay màn hình rồi mấy cái này nọ á. Thì cái đó thì được, cái đó thì không dễ. Còn hàng mạch này nọ là bó tay rồi, mấy cái đó khó lắm. Thì đó, rồi xong rồi mới gia đình Vinh bán tha động. À, thanh lý hết đồ, thanh lý hết điện thoại rồi bắt đầu hả đi làm khác, không có làm nó kẹt dữ như trời, không có làm với nó nữa. Cho qua nha. Thì lâu mình cũng tự nhiên cái mình hồi ức lại lúc đó. Mình hồi ức lại những cái năm á, tại vì những cái năm mà 14-15 tuổi cho tới khoảng 20 tuổi á là những cái năm mà Vinh bắt đầu ra đời á, Vinh đi làm cái này cái nọ, cho nên nó có rất là nhiều kỷ niệm và có rất nhiều kỷ niệm hãi hùng mấy bạn ơi. Thì mình nhớ lại xong rồi để lúc đó mình mạnh mẽ hơn nữa, ghê lắm, có nhiều cái nó ghê. Thì xem như là mình trải nghiệm đi. Còn nhiều điều còn đang chờ mình tới tương lai mà. Và rồi lúc đó mình là mạnh mẽ hơn bây giờ nha. Không hiểu sao nữa. Có ai nào có vợ là yếu đuối không? Chạy đường đó này tính mua bánh mì á mà đông quá à. Kẹt xe á rồi không mua được luôn, giờ không biết ăn cái gì á. Tại vì không phải là khoe với các bạn hay cái gì hết, mà thật sự là từ lúc mà 14-15 tuổi là Vinh bắt đầu mới tự lập rồi. Vinh làm cái này cái kia để Vinh kiếm tiền rồi. Lúc đó cũng do hoàn cảnh gia đình thôi, chứ không phải là mình muốn các bạn, chứ ai đâu mà muốn. Tự nhiên nhà giàu cũng thích hơn chứ, đúng không? Mình nói chuyện cái này thực tế lắm các bạn. Nhà giàu mình thích hơn. Tại vì tự nhiên tại sao mà mình phải tự chuốc cái khó khăn, cái khổ cho người mình làm cái gì, đúng không? Đâu ai muốn đâu. Mình nói thẳng luôn á, bạn nào kêu hả không thích nhà giàu, thích nhà khó khăn để buông ra ngoài kiếm sống, mình nói thiệt đó. Thì các bạn nên có cái suy nghĩ, cái tư duy nó thực tế hơn nhiều Vinh đi. Tại vì khi mà các bạn nói là các bạn muốn tự lập, muốn tự đi làm, nó không đồng nghĩa với việc là các bạn phải xuất thân từ một cái vạch xuất phát nó hơi khó khăn thực sự. Tại vì nếu mà các bạn xuất phát từ đó thì các bạn mệt thôi,
rồi cái xác suất mà coi thành công á nó sẽ thấp hơn, nó sẽ thấp hơn là mấy bạn xuất thân từ một cái gia đình nó có một chút đỉnh. Thì các bạn nghĩ đơn giản, bây giờ các bạn muốn làm ăn, ok, mình nói về hai cái nhân vật ai cũng chí làm ăn hết, ai cũng làm ăn có khiếu hết, nhưng mà có một người xuất thân từ gia đình không được khá giả, rồi các bạn làm ăn thất bại, các bạn phải tốn rất nhiều thời gian hoặc là các bạn bỏ cuộc luôn nếu mà ý chí các bạn yếu khi mà các bạn làm ăn thất bại. Còn mà cái người xuất thân từ gia đình khá giả thì cho dù các bạn có thất bại thì các bạn vẫn có cơ hội các bạn làm lại từ đầu. Đó là một cái đó là một cái việc gọi là sao, sự thật. Giống như gia đình Vinh khá giả mà lúc đó gia đình Vinh làm ăn thất bại trong cái ngành điện thoại, thì nếu mà gia đình khá giả là gia đình Vinh vẫn có thể trụ được, rồi vẫn trụ luôn tiền nhà nè, rồi vẫn duy trì được đó, để cho cái đó nó vẫn hoạt động được, rồi đợi tới lúc mà gặp thời hoặc là may mắn hoặc là cái gì đó thì mình sẽ phất lên. Còn này đồng ý không các bạn thấy không, gia đình Vinh không ôm nổi nữa, bắt đầu bung ra làm cái khác đó, thì đó cũng là một cái minh chứng. Thì ở đây mình cũng muốn nói là nếu các bạn xuất thân từ một gia đình không có được khá giả thì mình phải cố gắng hơn người ta gấp 10 lần kiểu vậy á. Như Vinh tới bây giờ Vinh cũng chẳng gọi là khá giả nữa, rất là nhiều cái để lo, nhưng mà vì cái đam mê xe cộ thì mình ráng mình duy trì thôi, chứ thực sự ai mà cho thân Vinh biết Vinh chẳng có tí gì gọi là khá giả hết, rất là bình thường. Sao không có gọi là nhà giàu, không có nhà giàu chẳng ai đi coi chơi con xe 2013 đó các bạn. Có nhiều bạn comment hỏi sao anh Vinh không có đổi xe mới, đổi là một rồi H2 đó, trời ơi Vinh mà có tiền là Vinh mua thêm á, chứ đâu có muốn mà chơi xe cũ hoài. Cái đó là sự thật, mình không có số mã, mình không có tự tạo cho mình một cái vỏ bọc gọi là sang chảnh để làm cái gì hết trơn. Có sao là nó vậy à, đúng không? Xe mình là xe của mình, 2013 chiếc đít đời cũ là của mình, nó là sự thật. Chứ mình cũng chẳng cần phải đi mượn người này người kia để rồi nói xe của mình để làm cái gì á. Tâm lý bạn chơi vậy đó, các bạn đâu có sướng đâu. Thì đó, nói chung là các bạn đừng có bây giờ mà các bạn có một cái suy nghĩ là thôi giờ nhà mình dậy rồi, lương mình dậy rồi, thôi mình chấp nhận, mình sống vậy luôn. Thì mình mong là năm mới anh em sẽ có một cái suy nghĩ mới và sẽ thành công hơn trong năm sau. Các bạn biết đâu được sang năm sau các bạn gặp một cái quý nhân phù trợ giúp đỡ các bạn trong công việc làm ăn, các bạn sẽ phất lên sao. Mình cứ nghĩ tư duy mình nó tươi tắn lên nha các bạn, cố lên nha. Thì Vinh rất muốn là nói chuyện với anh em trong những cái video hoặc là những cái buổi offline hoặc là những cái buổi live stream để mình nói về những cái vấn đề về cuộc sống nhiều hơn nữa, chứ không đơn thuần là xoay quanh chuyện xe cộ. Đây có cái hội chợ nè. Nếu như anh em biết cái buổi fan meeting vừa rồi Vinh với Kit làm ở quán cà phê SK cà phê của Kit á, thì Vinh và Kit nói rất nhiều tới vấn đề làm YouTuber, làm ở YouTube. Thì có rất nhiều bạn được truyền chút xíu lửa yêu ớt của Vinh và Kit. Thì anh em cũng nói em về em suy nghĩ, thì em nói những cái lời của anh nó đúng như cái lời mà em mong chờ em được nghe, và nó làm cho em có một cái động lực. Thì đó cũng chính là cái động lực để Vinh và anh em YouTuber hoặc là Kid làm tiếp tục những cái content hoặc là những cái buổi trò chuyện tâm sự và trao đổi kinh nghiệm với các bạn. Thì cái đó thật sự là một cái ý định rất là hay và Vinh sẽ bám xuyên suốt luôn. Mong là anh em sẽ tham gia với một cái gọi là tinh thần thiện chí nha mọi người. Bây giờ quẹo đây quẹo trái là tới rồi, nhưng mà thật sự là Vinh chưa ăn gì hết trơn á. Chắc phải mua bánh mì nè, không mua ổ bánh mì đi, chứ chạy một vòng. Cho em có bánh mì gì ta? Cho em chả đi, chả cá đi. Chả cá ốc la. À chả gà hả? Cái chả đó là chả chiên hả chị? À vậy thôi cho em ổ chả đó đi. Dạ có, mà đừng lấy lầu chua thôi. Thì dọc không có đậu được. Nói này là buồn lắm nè, thì các bạn lớp mà chưa mình cưới tới giờ chưa rửa xe luôn á.
Thì thật sự là không biết rửa giờ nào. Bao nhiêu chị? Rồi cảm ơn chị. Dạ đúng rồi, em đi quay kiểu quay đường phố rồi quay nói chuyện vậy đó. Cảm ơn chị nha. Dạ. Dạ cảm ơn chị. Dạ không, mình xài pin bình thường thôi. À đúng rồi, mình giờ mình lên máy tính mình làm lại. Dạ. Sao chị? Trời mưa không thì không, thì không sao hết. Nó cũng chống nước luôn. Dạ đúng rồi, chống nắng luôn. Dạ cỡ 7-8 triệu á. Hơi mắc. Dạ đúng rồi. Mọi người mà không có đam mê công nghệ thì khi mà nghe mấy cái món đồ công nghệ thì thấy rất là mắc, nhưng mà thực sự thì mình thấy cái số tiền mà phải bỏ ra khi mà mình chơi một món đồ công nghệ là nó rất là phù hợp. Nói sao ta, kiểu như là nếu mà không chơi thì ít, cho dù thấy rẻ thấy số tiền nó cũng cơn mắt rồi, tại vì người ta không biết được cái giá trị. Nhưng mà cái chị đó, chị cũng kiểu chỉ tò mò á, chị thấy ủa sao lại quay phim. Thì lúc trước mình đi quay có mấy người hỏi ủa làm gì quay phim, bộ nhà báo hả, đây tính tới phá không cho làm ăn hay gì. Nó là không phải, nó em quay lên trên mạng thôi, em quay YouTube thôi chứ không có gì hết. Cái chuyện này chỉ thấy cục mình là lạ, chỉ nói ủa em đem quan sát gì hả, kiểu vậy đó. Ngập vàng luôn, này còn nhiều hơn bữa nữa. Tuy là cái mai giả nhưng mà nó làm cho mình cái cảm giác có không khí, chứ mà cái vàng đó mà mai thiệt là tiền không á. Cái gì mà người dê người tới, người dê người tới đủ hết. Giờ là mấy chị cho mấy chị bắt đầu lên áo dài để mà chụp hình cho ngày Tết. Ok, tới quán rồi. Quán này anh em mua tô ngồi đông lắm. Ủa sao đâu bây giờ Dũng mới tới. Hạt lây không à, hạt lây. Trời, bây giờ lây mới tới hả? Tao tưởng tao phải vô ngồi luôn rồi đấy á. Má hả? Rảnh vậy? Khó chịu thiệt. Hello. Đây luôn đây nè. Ngoài hả? Your ego, your undying, undying ego.
I guess it never hit you, our conversation today.